ở tương lai, việc chạy bộ đối với người giàu là hành vi phạm pháp. Người đàn ông nhận ra điều này liền từ từ chậm chân lại, chỉ sợ bị người khác nhận ra rằng mình chỉ là một người nghèo giàu đột ngột. Để che đậy khí chất nghèo bẩm sinh, người đàn ông bước vào một khách sạn 5 sao. Không nói nửa lời, anh đã đặt một phòng tổng thống sang chảnh nhất. Nhưng điều kỳ lạ là lễ tân không thu tiền, mà chỉ dùng máy móc quét cổ tay của người đàn ông. Sau đó đưa thẻ phòng cho anh, chứng tỏ giao dịch đã hoàn thành. Hóa ra ở tương lai, con người không dùng tiền nữa mà thay vào đó là thời gian. Mỗi người khi chào đời, trên cánh tay đều có một đồng hồ tính giờ. Nó không chỉ là tiền mà còn là đồng hồ đếm ngược tuổi thọ. Một khi đồng hồ trở về số 0, người đó sẽ đăng xuất khỏi cuộc đời. Ngược lại, nếu như họ có rất nhiều thời gian, họ sẽ có thể sống mãi mãi, trường sinh bất tử. Nhưng đa số tài nguyên vẫn nằm trong tay người giàu. Người nghèo muốn sống thì phải cần cù siêng năng đi làm để kiếm thời gian. 3 ngày trước, William còn là một thằng nghèo không một xu dính túi, ngày nào cũng phải đến công ty điện tử làm việc. Nhưng thời gian kiếm được cũng chỉ đủ để anh sống đến ngày hôm sau. Hơn nữa, công ty cứ hở ra là trừ tiền tăng ca. Dù William rất bất mãn, nhưng đối mặt với thái độ hống hách của quản lý, anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vì một khi bị đuổi việc, anh thậm chí còn không có thời gian đi tìm một công việc khác. Sau khi tan làm, William đến quán bar, vốn dĩ muốn tìm công việc làm thêm để kiếm thêm thời gian. Không ngờ lại gặp một tỷ phú đang uống rượu giải sầu. Từ đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu quay. Thời gian trên cánh tay tỷ phú lên đến một thế kỷ. Vì quá hoang mang, điều này dẫn đến việc anh bị người khác nhắm vào. William tốt bụng muốn nhắc nhở tỷ phú mau rời khỏi đây, nhưng đối phương lại không nghe lời. Rất nhanh sau đó, một đám người không mời mà đến đã xuất hiện tại quán bar. Chúng chính là những kẻ cướp thời gian khét tiếng, khiến ai cũng phải khiếp sợ và rời đi. Nhưng đối mặt với bọn cướp hung dữ, tỷ phú lại không chút sợ hãi. Trước khi ra tay, anh muốn vào nhà vệ sinh giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Tên cầm đầu tưởng mọi chuyện đều nằm trong bàn tay mình nên không hề ngăn cản. Không ngờ khi tỷ phú đang nôn trong nhà vệ sinh, William từ đằng sau cửa bỗng ra tay, cứu tỷ phú đi ngay trước mắt bọn cướp. Đuổi theo hắn cho tao! Hai người chạy loạn trên đường, suýt nhiều lần bị bắt lại. Tuy họ thành công trốn vào một tòa nhà bỏ hoang và cuối cùng thoát được, nhưng thân phận của William vẫn bị bọn đàn em nhận ra. Thấy tỷ phú vẫn còn cười được, William rất thắc mắc tại sao anh lại đến khu người nghèo để khoe của. Nhưng sau khi nói chuyện, anh biết được rằng tỷ phú đến đây để tự tử. Anh đã sống hơn 100 tuổi rồi, nhưng bên trong vẻ ngoài trẻ trung là sự chán ghét và mệt mỏi đối với thế tục. William từ chỗ tỷ phú biết được một chân tướng tàn khốc. Trường sinh của người giàu là được đổi bằng sinh mệnh của người nghèo. Họ thao túng vật giá của khu người nghèo, chèn ép lương của người nghèo, cứ hở ra là tăng chi phí sinh hoạt, khiến người nghèo không dám dừng lại nghỉ ngơi. Như vậy, người giàu mới có thể trường sinh bất tử, vừa tận hưởng cuộc sống sang chảnh, vừa đảm bảo được tỷ lệ tử vong của người nghèo. William nghe vậy thì nhíu mày. Tỷ phú lại hỏi, anh nếu như anh có nhiều thời gian như vậy, anh sẽ làm gì? William không nói ra câu trả lời, nhưng anh biết mình tuyệt đối sẽ không lãng phí một giây phút nào. Tỷ phú trầm tư một lúc, không nói gì. Sáng hôm sau, khi William thức dậy và kiểm tra thời gian như thói quen, anh phát hiện thời gian của mình đã tăng lên hơn 100 năm, còn tỷ phú đã mất tích, chỉ để lại một câu nói trên cửa kính. Hãy sử dụng tốt thời gian mà tôi đã tặng. Hóa ra, tỷ phú tuy muốn chết, nhưng cũng cảm ơn William đã cứu mạng mình, nên trước khi đi đã tặng thời gian cho anh. Lúc này, tỷ phú đang ngồi trên cầu, vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi cái chết. Khi William tìm đến nơi, tỷ phú đã đăng xuất. Trong lòng William rất bùi ngùi, không hề chú ý rằng camera đã quay lại toàn bộ cảnh này. Sau khi giàu có, William lập tức đi tìm bạn thân. Họ đã quen biết nhau 10 năm và trong thời gian này, đối phương không chỉ một lần giúp đỡ William. Vì vậy, William không hề do dự, tặng anh 10 năm. Vốn dĩ là muốn giúp bạn thân cải thiện cuộc sống, nhưng anh không ngờ rằng thời gian mà mình tặng lại dẫn đến cái chết cho đối phương. Tối hôm đó, William cầm hoa tươi muốn cho mẹ một bất ngờ, sau đó đưa mẹ đến nơi tốt hơn để sinh sống. Không ngờ khi xe buýt đến trạm, anh lại không thấy mẹ xuống xe. William nhận thấy có chuyện không hay, liền chạy đến nơi làm việc của mẹ. Lúc này ở bên kia con đường, mẹ cũng đang cố hết sức chạy đến chỗ William, nhưng thời gian trên tay bà đã gần hết. Hóa ra vừa nãy khi mẹ lên xe, giá vé bỗng tăng lên từ 1 giờ đến 2 giờ. Đi bộ về cũng cần đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng sau khi trả xong tiền nhà, bà chỉ còn 1 tiếng rưỡi, gần như rơi vào cục diện chết chắc. Thấy tài xế không chịu châm trước, hành khách cũng không ai giúp đỡ, mẹ đã xuống xe tìm ngân hàng vay tiền, nhưng lúc này ngân hàng cũng đã đóng cửa, không còn cách nào khác. Mẹ chỉ có thể chạy về nhà khi thời gian về con số 0. Mẹ nhìn thấy William đang chạy đến, dù hy vọng ở ngay trước mặt, nhưng họ vẫn chậm hơn 1 giây. Và cũng chính là giây này đã mãi mãi chia cắt hai mẹ con.
William ôm mẹ khóc lóc thảm thương. Anh đổ lỗi cho quy tắc mà người giàu đặt ra và thề sẽ bắt họ phải trả giá. William đau buồn, gọi một chiếc xe đến. Trải qua nhiều cửa ải và tốn thêm 2 năm làm phí qua đường mới từ khu người nghèo đến khu người giàu. Từ đó, có thể thấy người nghèo muốn vượt qua giai cấp khó đến mức nào. Tại sao anh lại đến đây? Tôi đến để lấy đi tất cả những gì họ đang sở hữu. William quyết định làm loạn ở khu người giàu, trả thù bọn tư bản độc ác. Bước đầu tiên của William rất đơn giản, tiêu hết thời gian của họ. Anh đến sòng bạc lớn nhất khu người giàu sau khi thắng vài ván ở bàn thường. Vốn của William đã lên đến 250 năm. Để thắng nhiều thời gian hơn, William vào bàn cao cấp và đúng lúc gặp ông chủ ngân hàng, người giàu nhất khu này. Chỉ riêng tiền tiêu vặt mang theo đã lên đến hơn 9.000 năm. Hắn thấy William không giống người bản địa nên đã làm khó anh. Ngay hiệp đầu, hắn cược 50 năm. Nhưng William không hề sợ, theo luôn. Ông chủ ngân hàng thấy vậy cũng nổi hứng, tăng tiền cược lên 2 thế kỷ. Cứ tưởng William sẽ sợ hãi và nhận thua. Nhưng không ngờ, William không những không giỏi bài mà còn rất liều. Không ngán ai, William dùng tất cả thời gian của mình để cược với ông chủ ngân hàng, chỉ để lại 30 giây để mở bài. Điều này có nghĩa nếu thua, anh sẽ đăng xuất ngay tại chỗ. May mắn thay, William đã thắng ván bài. Thời gian lập tức tăng lên hơn 1.000 năm. Ông chủ ngân hàng rất thích sự liều lĩnh của William nên đã giới thiệu con gái mình cho anh. Mary cũng bị khí chất đặc biệt của William thu hút và chủ động mời anh tham gia bữa tiệc của nhà mình. William đồng ý ngay, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận với người giàu. Nên ánh mắt của anh khi nào nhìn vào Mary cũng có chút tình tứ. William tiêu 60 năm mua một chiếc siêu xe đến biệt thự bờ biển của gia đình Mary. Mary tiếp đón anh nhiệt tình, thậm chí đuổi vệ sĩ đi và cùng William có một màn thả thính đẹp đẽ. Cả hai đều nảy sinh tình cảm, họ càng nói càng thấy hợp nhau. Cuối cùng, thậm chí trước mặt ông chủ ngân hàng, họ tay trong tay rời khỏi sảnh lớn, hẹn nhau đến bãi biển ở sân sau để bơi. Điều này càng khiến Mary cảm thấy William đặc biệt và có thiện cảm với anh hơn. Nhưng không ngờ lúc này, cảnh sát bỗng xuất hiện, không nói nửa lời, đưa William về điều tra. Không lâu trước đó, cảnh sát phát hiện xác của tỷ phú bên sông, thông qua camera nhìn thấy William và đã tìm đến biệt thự của ông chủ ngân hàng. Đối mặt với lời buộc tội cố tình giết người, William bình tĩnh nói tỷ phú chết là do tự sát, mình chỉ tình cờ có mặt tại hiện trường. Nhưng cảnh sát trưởng không tin, làm gì có ai lại tặng thời gian cho người khác chứ. Huống chi anh ta quan tâm không phải là nguyên nhân cái chết của tỷ phú, mà là tung tích của 100 năm đó. Đối với anh ta, số thời gian đó không nên nằm trong tay người nghèo. Không cho William cơ hội giải thích, cảnh sát đã tước đi hầu hết thời gian của anh, chỉ để lại 2 giờ để anh nhận tội. Tại sao anh chỉ quan tâm đến một vụ tự tử? Ở khu người nghèo, ngày nào cũng có bao nhiêu người bị ám sát. Tại sao lại không lo? Thấy đối phương không hề quan tâm, William không muốn ngồi chờ chết nên đã ra tay trước, đánh gục 2 vệ sĩ, xông ra khỏi phòng, sau đó từ cầu thang nhảy xuống sảnh lớn. Tiện tay bắt Mary làm con tin, anh đưa cô lên xe và nhanh chóng chạy trốn. Cảnh sát trưởng ở phía sau đuổi theo không tha, nhưng không ngờ William lại lái xe giỏi đến vậy. Cố tình ép xe tải dừng lại để chặn đường, thành công cắt đuôi cảnh sát. Nhưng rắc rối mới lại xuất hiện. Vừa thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, William chuẩn bị đến khu người nghèo lánh nạn, nhưng trên đường lại gặp mai phục của bọn cướp thời gian. Cả người và xe đều rơi xuống cầu. 2 người đều hôn mê, bọn cướp thời gian thấy William chỉ còn lại nửa tiếng, ban đầu có chút tức giận, nhưng sau đó phát hiện Mary có đến 10 năm. Nhưng chưa kịp hấp thụ, xung quanh đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Dù tên cầm đầu không cam tâm, hắn vẫn phải bỏ đi. Vì thế Mary giữ lại được chút thời gian cuối cùng. Sau khi tỉnh lại, cô rất hoang mang, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác mỗi ngày khi mở mắt ra phải đối diện với cái chết. So với sự hoang mang của Mary, William bình tĩnh hơn nhiều vì anh nhớ đến 10 năm thời gian mà mình đã dành tặng cho bạn thân. Bây giờ có thể dùng để cứu nguy. Nhưng khi anh đưa Mary đến nhà bạn thân, người mở cửa lại là vợ của anh ta. William liền nói rõ ý đồ của mình, nhưng câu trả lời nhận được khiến trái tim anh lạnh toát. Hóa ra sau khi bạn thân tự nhiên có tiền, anh ta dùng 9 năm để đi uống rượu. Kết quả là vì uống rượu quá đà mà chết trong quán bar. Sau khi nghe xong, William rất hối hận. Anh không ngờ lòng tốt của mình lại hại chết bạn thân. Nhưng giờ không có thời gian đau buồn, họ chỉ có thể dùng 3 phút cuối cùng chạy đến hiệu cầm đồ, đem bông tai kim cương của Mary cầm cố, mới miễn cưỡng đổi được 2 ngày. Nhưng đây không thể kéo dài được lâu. Để tiếp tục kế hoạch trả thù, William gọi điện cho bố của Mary, đe dọa hắn giao 1.000 năm thời gian làm tiền chuộc. Sáng mai phải chuyển vào ngân hàng chỉ định, nếu không hậu quả tự chịu. Chỉ là 1.000 năm đối với ông chủ ngân hàng chỉ là tiền lẻ, nhưng hắn đã do dự vì không muốn chia tiền cho người nghèo. Hơn nữa, hắn rất hiểu tính cách con gái mình, e rằng bây giờ cô đã trở thành đồng bọn của William. Quả nhiên, hiểu con không ai bằng cha. Tuy thời gian bên nhau không lâu, nhưng Mary đã tin William vô tội. Và qua chuyện của mẹ William, cô thật sự hiểu được quy tắc thời gian đối với người nghèo tàn khốc đến mức nào.
Nhưng điều khiến cô Hạ quyết tâm thay đổi chính là sự tuyệt tình của bố ruột. Đến trưa hôm sau, ngân hàng không ai đến nộp tiền chuộc mà đóng cửa từ rất sớm. Điều này khiến Mary rất đau buồn, nhưng cô không ngờ dù nhận được tiền chuộc, William không định tha cho mình. Sợ Mary gặp sự cố trên đường về, anh còn đưa súng cho cô phòng thân. So sánh William với bố, trong lòng Mary đã có sự lựa chọn. Khi cô gọi điện trách mắng bố máu lạnh, cảnh sát trưởng đã đuổi đến nơi và rút súng ra. Thấy đối phương sắp ra tay, may mắn Mary kịp thời phát hiện và không do dự nổ súng cứu William. Sau đó hai người lái xe cảnh sát rời khỏi hiện trường. Thế là bông hoa quanh năm sống trong nhà kính như Mary, cuối cùng đã cùng William người nghèo trở thành một cặp đôi hành hiệp trượng nghĩa. Lo sợ xe cảnh sát quá nổi bật, hai người quyết định cướp một chiếc siêu xe của người giàu.